cái hồ sơ gốc, cho nên phải cẩn thận, chứ không phải được về Việt Nam là cái nhảy đâm đầu vô thấy người ta làm cái bắt chước làm theo là chết. Tại vì đa số quý vị là những người sống ở hải ngoại, cái lối sống nó khác, cái mô hình nó khác. Đấy, mình về Việt Nam mình làm ăn đừng có chụp giật, đừng có giống như kiểu mà vô trong cái mô hình của thành phố, mình vô đó mình mở quán bia, quán nhậu, quán ăn là thua. Việt kiều mà về mở đầu tư mới lĩnh vực đó không không ngon, rất dễ chết. Đầu tư với lĩnh vực đó mình phải ở đó 24/24, còn không là bỏ của chờ lấy người lúc nào cũng hay. Rất là nguy hiểm. Tôi thử một lần rồi, hồi đó tôi mới về tôi cũng mở nhà máy nước đồ, làm thì rất là ngon, nhưng mà đó với điều kiện mình phải ở đó 24/24 mình mới điều hành làm ăn được, còn mà giao cho người nhà hay giao cho người này người kia là chết văng vô vách. Hồi đó tôi về tôi làm nhà máy nước ngon lắm, phải nói là rất là hoành tráng. Đi về những cái vùng sâu vùng xa, bây giờ phương tiện nó rất là dễ, cái phương tiện đi lại nó rất là dễ dàng, nó không phải như ngày xưa nữa. Bây giờ xe hơi, ô tô, xe máy rồi leo lên là đi thôi. Có những lúc tôi đi tôi cũng xách xe máy, xe Honda, tôi chạy từ ở Mỹ Tho quê ngoại ở nhà má tôi mà tôi về Bảo Lộc đó, tôi chạy 7 tiếng đồng hồ chạy nó rất là vui. Mình chạy như vậy đó mình sẽ thấy được cái, mình tìm hiểu cái thị trường, cái mô hình xã hội. Cho nên những người mà sống ở nước ngoài mà lâu năm mà về Việt Nam mà muốn làm ăn đó, mình phải nghiên cứu cho kỹ, mình phải so sánh, mình phải suy nghĩ đắn đo, chứ không có loạn chọn là về mà cứ nhờ người này đứng tên, nhờ người kia đứng tên là chết. Tại vì cái lòng tham con người nó vô đáy mà. Khi đồng tiền nó lên giá cao quá, miếng đất rồi giá trị bất động sản ở Việt Nam bây giờ nó lên dùng dục. Tại vì cái đất nước nó đang phát triển mà, cái đất nước nó đang đổi mới mà, thành ra cái sự tham của con người nó không lường nổi được. Trước những cái đồng tiền nó làm cho con người ta bị mù mắt, ngay cả người thân của mình cũng vậy. Mấy năm đầu tôi về tôi cũng bị vấp phải, cho nên tôi quyết định phải hồi hương để đặng mình hợp thức hóa hết tất cả những cái tài sản. Khi mình nắm tài sản trong tay mà của mình đứng tên đó là coi như là mình điều hành thôi. Như tôi thấy ở những Việt Nam bây giờ, những cái vùng Nam Bộ, vùng đồng bằng, đất đai Việt Nam tôi thấy còn mênh mông, nhưng mà tại vì cái tâm lý của người Việt của mình hiện nay chỉ tập trung vô thành phố, cứ họ chui vô thành phố, họ chui dày đặc vô trong đó, họ không có chịu đi ra ngoài. Các bạn mà quý vị mà ở là những người mà ở hải ngoại mà có vốn đó, đi ra ngoài mua đất ruộng cũng được, mua đất ruộng cũng không sao, mua đất ruộng còn ngon nữa, còn rẻ nữa. Mua đất ruộng về chuyển mục đích từ đất ruộng lên đất vườn, từ đất vườn sau này mình lên, bắt đầu mình lên từ từ mình lên đất thổ cư. Các bạn thấy không, làm nông nghiệp được ưu đãi khủng khiếp lắm, mà làm vườn thì nó ngon hơn, làm ruộng thì nó không bằng, làm ruộng nó vất vả hơn, mùa màng thì chỉ có lúa thôi. Làm vườn có thể mình trồng nhiều loại cây, như ở đồng bằng Nam Bộ thì mình trồng dừa, mình kinh doanh dừa. Dừa thì không, cái thị trường nó không bao giờ mà thiếu hết. Dừa bây giờ trồng dừa mình hiểu được cái kỹ thuật trồng á, ngon lắm. Trồng chừng 5-10 hectare dừa coi như là sống ngồi đó nhịp chân rồi. Đất mà lên giá ăn cái coi như là khỏe. Tại vì thị trấn đồ, làng mạc đồ, nó cứ đông nông thôn đô thị quá suốt. Còn nếu mà tôi nói, nếu mà rút vô những cái thành đô thị mà nhỏ đó thì mua đất lên rồi cất chung cư cho thuê, cất ở Việt Nam gọi là nhà trọ, cất chung cư cho thuê. Bây giờ tại vì người Việt trong nước họ đã biết cách sống du mục, họ đã biết đi ra hơn ngày xưa nhiều hơn. Hãng xưởng, công ty công xưởng đồ của nước ngoài nó vào đó, nhân công đồ, học sinh đồ cũng vậy, giờ nó đi học xa nhà. Những cái hãng xưởng của nước ngoài nó vô nó mở, và những người nhân công họ đi làm đó, họ cần những cái nơi để ở, cho thuê nhà, cho thuê, tôi nói một phòng như vậy tháng kiếm tháng, cho tôi nói cho mình làm ngon chút đó, cho tháng 700 đi, tôi nói cho ở vùng quê cho tháng 700-600 cũng được, xây chừng 30 phòng thấy cũng khỏe rồi đó.
xây tại vì Việt Nam cho thuê một phòng trọ rất là đơn giản, cái mướn người quản gia giữ thôi, mình làm chừng 30 phòng mà mình ngon ngon nữa, mình làm cái chỗ nhà ăn nữa, mình vừa cung cấp bán bề thực phẩm cho những người mà họ ở trọ đó, như là những sinh viên nè, rồi những người họ đi làm xa nè, họ có thể ăn uống. Cái bên lĩnh vực đó cũng rất là ngon, lĩnh vực đó là nó nhẹ nhã hơn nếu mà mình thích ở trong thành thị, còn nếu mà thích làm nông nghiệp thì đi ra xa một chút, cái đó là mình lấy ngắn nuôi dài, mình chuyển qua chuyển lại. Như là các bạn nếu mà về miền Tây thì nó còn nhiều lắm, vùng Chợ Gạo nè, Gò Công nè, Mỹ Tho thì bây giờ nó đang phát triển mạnh rồi, Mỹ Tho thì phải đi ra vùng ngoài, vùng ngoại ô của Mỹ Tho mới được, mấy cái vùng ngoại ô nó đang phát triển lên đó. Như là ngoại thành như là Chợ Gạo nè, Tân Mỹ Chánh, mấy cái vùng vòng ngoài của Mỹ Tho. Tại Mỹ Tho giờ nó là thành phố cấp 2, tôi nhớ là cấp 2. Đây. Bến Tre, tỉnh Bến Tre cũng phát triển mạnh. Tỉnh Bến Tre thì nó có những cái vùng gọi là du lịch, nó có những cái biển, Bến Tre cũng ngon. Bến Tre bây giờ phát triển cũng rất là mạnh. Không nên nhảy vô thành phố Hồ Chí Minh, nó quá đông rồi, cái gì nó cũng cao hết. Mình về đó làm sao mình cạnh tranh lợi với những người dân trong nước, nó quất mình văng vô vách thôi. Vô đó mà mình làm ăn là nó bợp chợp lắm. Làm ăn ở trong những thành phố đô thị lớn nó rất là bợp chợp. Các bạn mà ở nước ngoài về, tôi nói thấy là cầm gì thì về Việt Nam 50.000 đô là mình bắt đầu lập nghiệp được rồi đó. Ở Việt Nam bây giờ là bỏ cái 50.000 đô là lập nghiệp được rồi. Cứ từ từ. Như tôi nói 50.000 đô bây giờ kiếm chừng một miếng đất vừa phải thôi. Cái luật pháp ở Việt Nam nó còn rất là dễ. Luật pháp Việt Nam không phải như bên Mỹ. Bên Mỹ mà cho thuê nhà, thuê cửa, tôi làm mình bất động sản tôi biết. Nó luật pháp rồi nó đủ thứ. Nó có sự ràng buộc rất là nhiều. Còn ở Việt Nam tôi nói cất lên chừng 30 phòng trọ thôi. Tôi nghĩ đi, cho tôi nói cho mướn mà rẻ đi 30 phòng trọ 600.000 một phòng đấy, 10 phòng là hết nhiêu rồi, 10 phòng là 6 triệu rồi, 6 triệu mà cất cái đó, nếu mà 50.000 mình mua miếng đất chừng vài trăm triệu, mình cất lên 2 tầng. Với lại phòng trọ Việt Nam làm rất là đơn giản, chứ không phải như bên Mỹ nó cầu kỳ điện nước rồi mọi thứ, nó đó có những cái code và những cái luật lệ bên Mỹ đấy, nó đòi hỏi. Tại vì cho thuê chung cư bên Mỹ là người chủ phải trả tiền nước đó, mình phải làm những cái, mình phải mua bảo hiểm, cái liability rồi đủ thứ hết, thuế đóng thuế rồi nhiều thứ. Còn ở Việt Nam cất phòng trọ lên chứ thuê, tôi nói ở cái vùng mà ngoại thành chút thôi, cho thuê cứ 600.000 đồng một tháng. Dân nó đi lao động, nhiều đứa bây giờ, mấy đứa trẻ Việt Nam bây giờ nó lớn lên, nó lại bắt đầu tập cái lối sống của phương Tây rồi. Nó thích, nó muốn ra ngoài, nó lập nghiệp, nó muốn ra ngoài, nó sống thử và nó sống riêng lẻ nó thuê nhà trọ nó ở. Tại mấy đứa trẻ trẻ bây giờ tôi thấy Việt Nam nó không phải như ngày xưa nữa, nó sống chung với cha mẹ, nó không thích nữa. Bây giờ nó muốn gọi là cái quyền privacy á, cái là quyền cái nó rồi cái sự riêng tư của mấy đứa nhỏ bây giờ. Thành ra mình phải để ý cái thị trường, mình phải để ý cái thị trường, cái nhu cầu như thế nào. Hôm nay là mình nói về vấn đề mà làm ăn, không nói đến chính trị. Các bạn thấy không, nói chung Việt Nam cơ hội làm ăn còn rất là nhiều. Nếu mà một số người nào mà muốn tư vấn á, là mình sẽ tư vấn cho làm ăn Việt Nam ngon lắm, nói thiệt mà nói. Chứ bây giờ bên Mỹ, giờ ở bên Mỹ cầm 50.000 về Việt Nam có thể lập nghiệp được dễ dàng, mà mình phải biết cách. Còn ở bên Việt Nam mà bây giờ cầm tiền qua Mỹ bỏ ra 1.000.000 đô bây giờ chưa thấm, tôi nói anh chị các bạn biết, bỏ 1.000.000 đô, tôi thấy, tôi lấy cái ví dụ như ông Phạm Đình Nguyên, ông mua cái miếng cái thị trấn đó, các bạn thấy đi, 900.000 đô, 940.000 đô thì phải, cho anh chịu đi. Thì các bạn nghĩ đi, cái thị trấn đó nổi không cái tiền mà để bảo trì cho cái thị trấn đó đó một năm á. Và tôi nhớ cái ổng cho cái thằng mà nó đang thuê bây giờ, nó đang giữ, nó maintenance cái miếng đất của ổng á, là 20.000 một năm á. Nó không tiền dọn dẹp cỏ độ này kia, mà tới hôm nay ổng vẫn chưa có thành công nữa.
các bạn biết ông bỏ ra, ông mua 940.000 đô đó mà ông bỏ vô tôi theo tôi đó, tôi ngồi tôi nhìn tôi thấy cái thị trấn đó đó, và ông bỏ vô ít nhất cũng khoảng 500-600.000 đô nữa để ông improve, có nghĩa là để ông cải thiện lại cái khu vực làm ăn đó. Tới hôm nay ông vẫn chưa có gọi là lấy được cái đồng vốn hay là cái đồng lời về nữa, các bạn thấy không? Các bạn biết cái thị trấn đó ông mua nội không mà ông đóng thế đó, tôi không nhớ là bao nhiêu rộng nhưng mà tôi nghĩ ông đóng thế đó mỗi một năm, tôi nghĩ ít nhất tôi lấy giá chót thôi, tôi tính theo cái giá trị mà ông mua 900.000 đô đó cho 1 triệu đô đó, thì tôi lấy cho 5% tiền thuế bất động sản, thuế nó gọi là property tax, 5% là nhiêu, 50.000 đô hả, khoảng 50.000 đô, nó gọi là 5%, 50 khoảng rồi đây, khoảng 50.000 đô, anh chị các bạn thấy không? Mỗi năm anh phải đóng cái thuế đó cho chính phủ và chưa tính những cái tiền thuế khác nữa. Thằng chính phủ nó khôn lắm, thằng Mỹ nó rất là khôn, nó cho ai vô mua đất nhà cửa, bác hỏi bây giờ miếng đất đó, cái thị trấn đó hay là cái vùng đất đó nó bỏ hoang đi, thằng chính phủ nó đâu có thu thuế được nhiều, mà khi người ta là dân làm chủ lên đó, nó thu rất là đã, nó thu rất là ngon, nó quýnh bạc mạng luôn. Thử nếu mà không trả đóng thuế mà gọi là thuế bất động sản đi, coi cái miếng đó, đất đó của thành của ai, nó đâu phải là thuộc về mình đấy. Thì nó ở Việt Nam bây giờ các bạn thấy những cái người mà họ ra họ nói là họ dân quan được, họ làm chủ đất mà được Việt Nam được nhà nước ưu đãi, đâu có đóng thuế đâu các bạn. Như thấy như đất tôi mở, tôi mua 2 hectare đất tôi đâu có đóng thuế đâu, không có đóng thuế các bạn nữa. Làm ra sản phẩm trồng trọt lên năm kiếm được mấy trăm triệu, mà tại vì tôi mua cái miếng đất đó hồi đó tôi biết là cái thành phố Bảo Lộc lúc đó nó còn thị xã, nó sẽ lên thành thị, và tôi biết được, tôi lên mạng tôi nghiên cứu là tôi biết rằng nó sẽ bắn một cái con lộ mà tôi chưa biết con lộ gì, nó sẽ bắn một con lộ lớn và nó sẽ cất cái bệnh viện thành phố lớn lắm. Thì lúc tôi mua là tôi đã thấy được cái tiềm năng như vậy, đường đất nó nhảy đi như xe ngựa nhảy đất đỏ đó. Vô là đi xe Honda té cả ếch đuôi mình chạy không quen đó. Nó trơn đó. Đất đỏ nó trơn dữ lắm các bạn biết, mà bây giờ hả, coi như là đụng vô là trái tay đó. Những cái đất đồ nó lên giá. Việt Nam nói chung là các bạn mà một số những người nào mà muốn đầu tư Việt Nam đó, gặp lại mình có cơ hội về Việt Nam đó, gặp lại mình sẽ cố vấn cho. Không thành công không ăn tiền, cố vấn một cách mà không phi không lấy tiền, cái này lại mình nói thật, sẽ ngồi lại mình sẽ chỉ từng cách một. Ở Mỹ này lại mình làm ăn bây giờ tại vì mình làm bên này mình làm mấy chục năm rồi, ở về quê hương của mình vẫn ngon hơn. Đồng tiền ở Việt Nam hiện giờ mình cầm cái đồng đô la bên Mỹ, làm bên Mỹ mà xài ở Việt Nam là hơi bị ngon luôn, các bạn thấy không? Như tôi nói Việt Nam bây giờ có cầm về 50.000 đô, bây giờ là 1 tỷ mấy rồi, 1 tỷ 3 rồi, 1 tỷ 3 là mình cứ bắt đầu sự nghiệp, đừng có ra đó để cái kiểu giống như trưởng giả học làm sang thùng rỗng kêu to, ra đó mình chưa bằng ai hết và cứ đòi lúc nào cũng đi ra giống như làm cho bằng anh bằng chị là mình chết trước sau gì cũng bỏ của chạy lấy người thôi. Tại mà cái kiểu mà cầm cái mác mà đi về Việt Nam mà ý mình là Việt Kiều hay là đô la đồ đó là văng vô vách, chết ngay. Rồi bắt đầu sẽ bị lâm vào tình trạng như gái rú, ăn chơi, cờ bạc, rồi đàn điếm. Nhiều Việt Kiều những cái năm mà đầu cũng rớt, sau này bây giờ bớt nhiều. Rồi về bắt đầu ý cái đồng tiền mà cái đồng tiền đô la mà nó còn giá trị đó, họ ăn chơi trụy lạc không bao nhiêu đó. Nhất là vướng vào trong vấn đề mà gái gú nó ăn chọc đầu luôn. Ăn coi như là còn cái quần tà lõn để chạy về Mỹ thôi. Có nhiều anh chạy về Mỹ xong rồi khóc rồi lên chửi cộng sản, là chửi chính phủ, là đổ lỗi tại chính phủ. Nhiều tay đó gặp tôi là tôi vố dài vố là im câm mồm hết rồi. Anh về anh làm ăn, nhà nước tạo cho anh cái cơ hội, nhưng mà tại vì anh ỷ cái đồng đô la của anh, anh về anh nổ, cho nên anh văng vô vách. Tôi nói giống như là tôi đưa một cái ví dụ rất là cụ thể, ông Trần Trường, hồi các bạn biết hồi ở bên Mỹ
ổng cũng chống tụi mà cực đoan, chống cộng cực đoan ở trong khu mà người Việt ở Bô Sa đó. Ổng ghét cái tụi đó, ổng lấy hình Bác Hồ, lá cờ ổng treo lên, nó đập ổng văng vô vách luôn, ổng bán nhà, bán cửa, bán tài sản hết. Ổng kiểu đó ổng thưa tụi nó, ổng cũng được, ổng cũng được đền mới nữa. Ổng cầm về Việt Nam 300.000 đô, ổng về các bạn thấy. Tới sau này tôi hỏi ổng, anh về thì anh có quốc tịch, anh có hộ khẩu ở dưới nó không, anh có giấy chứng minh đồ nó không, văn văn với vách là đúng rồi. Ổng nhờ người này người kia đứng tên, toàn là nhờ không à, người ta đứng không à. Cuối cùng cái những người mà thân của ổng á, nó đứng giùm ổng, xong nó lấy cái tiền đó nó đi cầm, nó cầm cố ngân hàng. Ổng bị ngân hàng nó default cái tiền, nó quản chế ổng, tại vì nó cho ổng đáo hạn nhiều lần mà ổng trả không nổi, văng vách. Cuối cùng mấy tụi chống cộng ở hải ngoại đó, nó cũng dùng cái đó để đặng mà nó bôi xấu nhà nước mình, nó bôi xấu, nó vu oan cho cái chính quyền. Và thật sự vấn đề đó là vấn đề dân sự mà nhà nước Việt Nam mình cũng tạo cơ hội cho ổng làm, nhưng mà hỏi chứ làm sao mà chịu nổi, toàn là nợ không, tiền ổng đem về ổng đổ nó trôi sông trôi biển hết trơn, các bạn thấy không. Rồi cuối cùng văn vách ổng quay trở lại Mỹ, ổng quay trở lại Cali. Tụi Cali nó bắt ổng phải quỳ xuống xin lỗi, nó ác dã man cái chỗ đó, tôi thấy tụi nó ác cái chỗ đó. Ổng bây giờ gọi như bị nhà nước sau này ngân hàng nó kéo nó quản chế, nó lấy là hết rồi, trắng tay. Ổng lên mạng, ổng xin tiền, ổng xin tiền người ta cho ổng đâu cũng 5.000 để đằng ổng mua vé ổng quay về Mỹ. Ổng quay về Mỹ rồi ổng đi lụm lon, rồi ổng xin phúc lợi xã hội, ổng mua chiếc xe bán tải, ổng ngủ trong đó luôn. Rồi giờ lâu quá rồi tôi cũng không biết ổng sao, từ khi mà tôi bỏ cái diễn đàn Pao Thoát rồi không biết giờ ổng sao. Tôi nghĩ chắc ổng ok thôi, tại vì ổng chịu khó, ổng chịu khó, ổng rất là chịu khó làm á, thấy tội lắm. Đi ương cá, ương giống cá làm rồi. Đó là những người mà trong giai đoạn đầu đó anh chị các bạn, mà khi mà họ về Việt Nam họ gặp những cái sự cố. Cho nên làm ăn nói chung ở đâu cũng vậy, ở Việt Nam thì mình về mình phải hiểu cái môi trường, như là mình phải biết người biết ta, mình làm ăn cũng vậy. Hồi đó tôi về thì cũng lúc đầu thì cũng ham mua miếng đất Bảo Lộc, xong rồi sau này mua, tôi làm mở nhà máy nước ở Đồng Nai, Phú Lý, Vĩnh Cửu đó, thì nói chung làm ngon lắm, làm ngon lắm, nhưng mà không có người quản lý, cuối cùng phải bán lỗ 1 tỷ. Nhưng mà cũng rút được nhiều kinh nghiệm, mình học hỏi được nhiều, mình hiểu được cái thương trường Việt Nam và mình hiểu được cái mô hình xã hội nhiều hơn. Thì nói chung Việt Nam vậy, làm ăn có vốn, bây giờ có vốn mà biết làm ăn thì lên như diều gặp gió. Còn Mỹ là hết rồi. Bây giờ Mỹ rồi các bạn chỉ qua, như mấy đứa trẻ thì nó học hành, rồi qua bây giờ phải đi làm những công việc phổ thông, làm tất tần tật, làm chích mẻ. Bây giờ cái gì cũng làm. Dư ra được nhiêu đó thì mua nhà, mua cửa, mua xe, rồi chi phí đủ mọi thứ. Việt Nam vẫn ngon hơn. Ví dụ như giờ qua, bây giờ như tôi nói ông Trần Trường, ông xa cơ thất thế rồi. Bây giờ ông quay về Việt Nam, ông quay về Mỹ, ông làm, bây giờ ông làm lợi, ông chịu cực chịu khổ, tại bên này mình chịu cực chịu khổ, mình làm thì mình dành dụm được tiền, mình nhờ là cái đồng đô la nó có giá trị, nó chỉ vậy thôi. Cái đồng đô la nó còn sức mạnh, cho nên mình quay về Việt Nam thì mình có cái lợi thế hơn, mình có cái lợi thế mạnh hơn, chỉ có vậy thôi, nó chỉ có được như vậy thôi à. Còn làm ở Mỹ, bây giờ chi phí hết ở Mỹ, đâu vô đó hết. Làm đâu vô đó. Ở Việt Nam, tôi nói ngay cả bây giờ, trong cái lúc mà kinh tế nó hơi khó khăn khoảng năm 2008, đó, Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. Đó. Các bạn biết nhà, cửa, đất đai lúc đó nó cũng rẻ lắm. Những người ta mua nhà nhiều khi có 200 triệu, 300 triệu. Mua xong rồi sửa chữa lại. Tôi nói bây giờ bển đi mua nhà, sửa chữa lại chút xíu, tân trang lại, mua vài trăm triệu mấy cái loại nhà cũ, bán kiếm lời, cái đó cũng được. Nhưng mà mình cho thuê, mình đầu tư trên mạng, lên mạng coi rất là nhiều, lên mạng mình coi những cái mà nhà cửa bất động sản ở Việt Nam
tôi coi trên mạng không à, tôi không bao giờ mà coi qua mối mang cò hết á, nó nguy hiểm lắm. Tại vì Việt Nam nó không có cái luật, cái người bán nhà cửa nó cũng không có luật, nó không có cái luật bảo vệ, cái pháp luật đó, nó rõ ràng. Nhưng mà sau này bây giờ thì ngon hơn, nó có cái gì và công chứng. Cái công chứng nó giống như cái tụi title agency bên Mỹ vậy đó. Tụi công chứng này nó đứng ra, nó chịu trách nhiệm cho mình. Thành ra nó đỡ, hồi tôi về nó chưa có công chứng. Các bạn biết lúc đó mà làm giấy tờ đó là một tháng trời mới có sổ đỏ. Còn phải hối lộ nữa. Hối lộ để đặng mà mình làm cho họ lẹ chút. Đấy. Còn sau này nó có công chứng làm có nhiêu, có từng lễ không tới nữa là có sổ đỏ. Các bạn thấy làm từng lễ không tới, tôi nhớ kỳ sau này là sau này tôi làm bằng mấy cái sổ đỏ có trả 2 triệu sổ, công chứng nó đứng ra nó bao hết và nó đi lục hồ sơ giấy tờ bảo đảm cho mình là cái miếng đất đó, cái tài sản đó nó chính chủ, nó không có bị gian lận đó. Đúng rồi, giờ dễ rồi, nó thoáng hơn. Có thoáng hơn Bình Dương, với lại nhờ cái bên công chứng nó ra đời đó. Anh ấy hay, Việt Nam cho ra đời cái tư nhân, cái bên sở công chứng rất là hay. Để rằng nó giúp, nó giải quyết được một số vấn đề quan liêu, tiêu cực ở trong cái bộ máy hành chính. Nó hay được cái chỗ đó. Để mấy cái tụi công chứng tự nó vô đó, nó ăn chia với lại những người ở bên kia. Còn mình chỉ đứng ra mình trả cho nó 2 triệu sổ. Một sổ gì đó là nó lo làm hết, mà lại lẹ mà gọn nữa, không có phải mất thời gian. Việc Bình Dương nhớ họ biết hồi đó, hồi xưa lúc mình về đó, làm hả màng ơi, ra phường rồi lên ủy ban rồi xuống tài nguyên môi trường, đi qua 3 thằng đó thôi là thấy mệt rồi đó, là thấy vất vả rồi đó. Bây giờ là mình chỉ ra hàng công chứng, hai bên bán bên mua rồi đồng ý ký giấy, rồi nó sẽ lục hồ sơ giấy tờ, nó sẽ đi xuống tài nguyên môi trường, nó xác định, nó xuống ủy ban, nó đi nó coi cái sổ này có đúng không, rồi nó đối chiếu hết. Nó có những cái tụi mà chuyên môn về bên luật pháp được của tụi nó, thành ra nó phải nói là nó giải quyết được cái vấn đề này rất là hay. Nó giảm đi bớt những cái vấn đề mà quan liêu. Hy vọng là trong khoảng chừng 5 năm tới, Việt Nam mình mà hợp thức quá được vấn đề mà thẻ căn cước, cái số công dân đó, thì lúc đó cái ngành mà tư pháp Việt Nam mình sẽ làm việc hữu hiệu hơn nhiều nữa. Nó sẽ hữu hiệu, nó bớt được những cái vấn đề quan liêu nhiều lắm. Nó bớt đi những vấn đề mà ngay cả chính phủ cũng không có bị thất thoát về những cái vấn đề mà thu tiền thuế hay là những cái này kia. Tại khi mà mình đã có cái bộ database rồi đó, về dân sự rồi đó, thì rất là tiện cho chính phủ và cái cơ quan công quyền đó, làm việc nó efficiency hơn, nó hữu hiệu hơn, nó đạt năng suất cao hơn và nó tránh được những cái vấn đề quan liêu bức xúc trong quần chúng đó, rất là hay. Mà hiện nay thì mình chỉ mới bắt đầu thôi, mình chỉ mới bắt đầu. Cái thẻ căn cước mình cũng vậy, mình mới bắt đầu, mình chưa có đầy đủ hết. Thì nói chung mình đi sao, đất nước mình đi sao mà mình đi nó chắc cú. Thành ra cái thời điểm này là cái thời điểm tốt nhất cho các bạn, là những người nào mà đang ở nước ngoài có được một số 4 về quê hương làm ăn, hay là các bạn trong nước các bạn có số 4 về làm ăn, không nên vô thành phố. Hãy chui càng vô thành phố càng nhiều càng chết. Vô thành phố là chỉ có những tay mà người ta đã có quá nhiều tiền rồi thì họ mới vô. Bình Dương là một cái thành phố đang phát triển, phải nói là rất là ngon. Bình Dương khoảng chừng 3-4 năm về trước, ai mà làm chủ đất trên đó là bây giờ hơi bị ngon luôn Bình Dương, tại vì nó có những cái khu công nghiệp rất là lớn. Bây giờ là nó nhảy qua Thủ Thiêm rồi. Đấy, các bạn thấy vùng thành phố Hồ Chí Minh nó mở rộng ra. Bình Dương ngày xưa đất coi như là rất rề, mà bây giờ Bình Dương ai mà làm chủ đất cái đó bữa nay là phải nói là đại gia rồi, cầm vài chục tỷ, 50 tỷ là chuyện bình thường. Bình Dương đang phát triển rất là mạnh. Lúc trước như là hồi khoảng chừng 6-5 năm trước, ngay cái khu vực thành phố bên khu vực Gò Vấp nó cũng còn thấp, mà khu vực Gò Vấp bây giờ nó cũng đã phát triển mạnh rồi. Hello chào Yên Bi, Yên Ly, các bạn thấy đó, làm ăn mà
thương trường nó là chiến trường, mình phải biết cái tận dụng cái thời cơ và cơ hội. Thôi thì hôm nay lại mình chỉ chia sẻ anh chị và các bạn về những cái cách thức làm ăn vậy thôi. Nói chung ở đâu cũng phải làm. Ở bên Mỹ, nếu mà làm bên Mỹ, sống bên Mỹ thì nó cũng đâu vô đó thôi anh chị và các bạn. Nhưng mà chỉ có cầm về Việt Nam được cái đồng tiền đô la, một đô ở bên Mỹ thì đi ra mua cái kẹo còn chưa đủ nữa. Mà trong khi đó một đô ở Việt Nam người ta ăn được tô phở, ăn được một đĩa cơm bình dân 20 mấy ngàn, là ăn coi như là một dĩa cơm như ở quê tôi Mỹ Tho đó, dĩa cơm sườn 20 mấy ngàn coi như ăn no luôn, ăn ngon luôn á. Dĩa một tô bánh canh nhiêu có 12 ngàn à. Mà ăn ngon ở là ngon, tô bún riêu bự chà bá, thịt đồ ngon lành luôn, có nhiêu 18 ngàn, rất là ngon. Ở những cái vùng ngoài lân cận thị trấn bên ngoài đời sống nó còn thấp thì các bạn thấy nó chỉ có trên lệch là cái đồng đô la thôi. Còn ở Việt Nam thì ở trong nước thì các bạn phải cố gắng làm, phải biết cần kiệm, phải biết chứ ngồi mà cứ lo ăn chơi chưa có được bằng ai. Thấy cái hàng xóm người ta có cái này có cái kia cái mình cũng chạy theo, mình lo làm cái gì rồi ra đó mua trả nợ trả góp kệ, mình chạy chiếc xe cà ụt kịch mà miễn sao nó chạy đừng có hư đồng bậy bạ. Để rồi mà mình cứ chạy như vậy mình tiến thân. Hồi đó tôi mới qua Mỹ cũng vậy, các bạn biết chạy chiếc xe cà ịt cà đuổi hư lên hư xuống, nhưng mà mình có ít mình mới thì mình phải bắt đầu như vậy thôi. Mình chứ đừng có ngồi đó cứ nhìn hàng xóm, ô cái thằng đó sao mà nhà nó xe hơi, nhà lầu, tủ lạnh, tivi, những cái thứ vật chất đó nhiều khi nó chỉ bên ngoài thôi, mà mình chạy theo tụi nó là mình chết. Chạy theo tụi nó ở Mỹ cũng vậy mà Việt Nam cũng vậy. Sống mình phải biết mình trước hết, làm ăn bước vào thương trường cũng vậy, thương trường nó là chiến trường. Thôi xin hẹn gặp anh chị em các bạn sau nha. Bye bye.